chào quý vị và các bạn, chúng ta đã gặp nhau ở nhà bếp của Nấu Ăn Express với Cathy Hà. Và hôm nay thì chúng ta sẽ làm một buổi ăn mà cho gia đình mà mình có thể ăn vào những ngày lễ gần sắp đến. Cathy muốn nói là những cái món này để làm mà rất là ngon miệng nhưng mà không có cần quá lâu trong nhà bếp. Hôm nay thì mình sẽ có là 3 món là giống như là mình sẽ bắt đầu ra đó thì mình sẽ ăn salad. Xong rồi mình sẽ có một cái món chánh, đó là một món thịt chung với những rau cải kế bên. Và cuối cùng thì mình sẽ có một cái mà món ăn dessert, ăn cho tráng miệng. Đó là 3 món mà chúng ta sẽ làm cho buổi ăn hôm nay. Trước mặt Cathy đây có những trái dâu. Một hồi nữa chúng ta sẽ làm một tí xíu là kêu là mứt dâu tươi ăn với ice cream và bánh ngọt nữa. Tại cái này là Cathy rất là thích, là tại vì hồi xưa là ở nhà mẹ Cathy đã dạy làm. Xong rồi kế bên đây quý vị đã thấy là những cái rau cải giống như là cái này là Brussels sprout. Cathy muốn thấy cái này là cái cây của nó rất là ngộ. Vào mùa lễ thì mà chợ Cathy đi, đây là có nguyên cái cây này, là một cái nhánh mà mình có thể là mua tươi như thế này. Baby bắp cải vậy, nó giòn giòn ha, xong rồi nó ăn nhẫn nhẫn, một hồi nữa mình nướng lên sẽ giòn và ngọt bên trong mà rất là bổ, nhiều vitamin trong cái củ cải này lắm quý vị. Kế bên đây mình thấy đây là mấy trái là cherry tomato để mình làm salad. Salad này là salad tomato với chung với cái mozzarella. Mấy cái này, mấy cục trắng này là mấy cục cheese, nó vừa vừa size với cái trái cà này, ăn rất là ngộ. Mình sẽ làm tí xíu giấm trộn chung, tí xíu dầu olive oil và tí xíu đây là lá quế, Italian lá quế, rất là ngọt và thơm. Cũng giống như tí xíu là hành lá, đây là tí xíu là ớt khô, cũng giống như mật. Kế bên đây thì mình thấy tí xíu là đây là nấm, mushroom, nấm tươi như thế này, một hồi nữa mình sẽ xào lên. Xong rồi mình thấy là ủa sao ở đây là có cái puff pastry. Cái này thì chúng ta sẽ làm cái món chánh rất là đặc biệt cho hôm nay, đó là miếng thịt bò. Mà thịt bò này là kêu là beef tenderloin. Cái loại này nó mềm nhất, ngon nhất. Mà nếu mà quý vị thích ăn là filet mignon, cái món mà thịt steak mà mềm nhất, ngon nhất, filet mignon là từ cái beef tenderloin mà ra. Xào nó trước, xong rồi nướng nó lên, cũng giống như là tiêu, muối, đường. Và đặc biệt hôm nay Cathy có tí xíu đây là pate. Pate này thì mình sẽ trát lên cái miếng thịt beef tenderloin trước đó, xong rồi mình sẽ xài chung với miếng thịt. Một hồi nữa Cathy sẽ trình bày cho quý vị. Và cái miếng này đây, quý vị thấy là thường thường ngoài chợ Mỹ hay có đó. Miếng thịt thường thường phải có một tí thiếu sauce, mà cái sauce nó rất là đậm đà, nó ngon. Nhất là hôm nay chúng ta sẽ làm cái sauce với rượu đỏ, rượu chát đỏ. Nên Cathy sẽ xài cái này là kêu là demi glace. Cái loại này là cái này là giống như là nước cốt, nó rất là đặc, nó rất là đậm đà. Mình sẽ lấy cái này ra đặng mình làm cái nước sauce. Nên Cathy thấy cái này là những cái mà mấy cái món mà mình xài là làm cho đồ ăn rất là ngon mà không cần phải là phải nấu lâu như là trong nhà hàng. Thịt bò mình để ra ngoài đặng cho không có bị lạnh nữa, nó cần một tiếng đồng hồ để cho cái miếng thịt nó không còn quá đông lạnh. Đó, mình để đây. Xong rồi kế tiếp đó thì là mình lúc mà mình làm ice cream đó thì là mình làm đến cuối cùng, nên bây giờ Cathy phải đem cái hộp này để vào freezer lại, một hồi nữa mình sẽ làm tiếp tục ha. Bánh bông lan này là ở trong tủ đá lạnh, nhưng mà chúng ta nên để ra ngoài đặng cho nó tan ra, đặng cho một hồi nó ăn mềm mại ngon hơn. Ok, để đây. Rồi Brussels sprout mình có thể lấy nó xuống đây như thế này, xắt ra như thế này, cắt nó xuống cái cành dễ lấy ra. Cái mùi thơm á giống như là mình cắt broccoli vậy. Mấy cái nhỏ thì mình có thể cắt làm đôi là vừa, có khoảng chừng một hao rưỡi. Bây giờ mình lấy cái mâm đổ ra như thế này, cái này đặng cho nó vừa một lớp đó. Xong rồi bây giờ chúng ta lấy olive oil mình cứ chế lên như thế này,
cũng khá khá một tí ha. Xong rồi mình xài tay, mình có thể trộn lên. Bây giờ để tí xíu muối lên nha. Mình trộn cái thế này đây đi. Mình để tí xíu muối như thế này. Mình nhớ là xài muối mà muối tự nhiên, sea salt hoặc là kosher salt. Xong rồi đây luôn là tiêu, cho nó thơm. Đó. Xong rồi bây giờ là tí xíu đây là ớt. Nó cho cay cay cho nó vui vui, có màu đỏ đỏ cũng đẹp. Đây. Bây giờ mình để lò nha. Đó là 450 độ. 450 độ mình để giữa lò, mình sẽ để khoảng chừng 40 phút. Ok, giờ mình để đây. Rồi, sau đây là phần mình sẽ làm cái salad. Mà salad cà với cheese hôm nay là cái cà tròn ngọt. Chúng ta sẽ cắt ra phần là đôi. Và thường thường lúc mà cắt ra đôi đó thì Cathy hay là cắt ngang nó ra đặng cho mình thấy 3/4 pound. Còn cái phần mà cái cheese này thì chúng ta sẽ cắt làm đôi luôn. Bây giờ mình cũng cắt ra làm đôi. Thế này đây. Rồi, lò đã nóng, bây giờ mình để vào 450 nha. Ok, bây giờ Cathy sẽ để như thế này đây. Cái phần ở trên thì một hồi nữa mình sẽ làm cho cái thịt. Bây giờ để đó. Ok, let me see. Cái phục. Bây giờ thì là mình sẽ cắt khoảng chừng 4 cái phần trắng của cái hành lá nha. Đây. Ta sẽ để trên mặt. Đó. Rồi bây giờ đến cái phần là cái lá basil. Cái sweet basil này là cái nào mà to thì mình sẽ sắc ra nhỏ 20 lá như thế. Xong rồi cái này đó, mấy lá to thì chúng ta sắc ra. Và kể như xong những cái phần mà mình rắc mà trước khi ăn đó thì chúng ta sẽ để vào, đó là olive oil và giấm và muối. Nhưng bây giờ thì Cathy sẽ để cái này vào tủ lạnh. Sẵn thớt dao thì bây giờ chúng ta sẽ sắc cái nấm mỏng như thế này. Bây giờ đến phần sắc tiếp. Mình sắc ra nó. Rồi, kể như cái này là xong, mình cắt nó như thế này nè. Bây giờ đến cái phần cái cục beef tenderloin, miếng thịt của chúng ta. Của chúng ta, đó. Miếng thịt đã đỡ lạnh rồi. Olive oil nữa. Mình hãy để lên cái thớt như thế này cho nó to to. Đó. Lúc mà mình mua cái miếng thịt này thường thường họ bán một miếng dài. Xong rồi có thể mình xài mình lấy cái phần trên đó mình xài cái gì khác, chứ tại vì mình muốn cái miếng cho nó thon như thế này. Ở dưới chung quanh ha, chúng ta để tí xíu muối. Tại vì cái miếng thịt này rất là ngon và thơm nữa nên không có cần quá nhiều gia vị, muối và tiêu. Như thế này đây, muối tiêu. Just like that. Xong rồi để đây. Đằng sau. Ở dưới chứ quên. Bây giờ chúng ta sẽ làm. Đó là như thế này. Cái đầu tiên đó thì mình cột lên như thế này. Một hồi nữa mình sẽ cắt ra nên mình đừng có lo. Bây giờ mình lấy cái tay nha. Xong rồi mình cuộn như thế này. 1, 2. Để vào đây. Mình xiết xiết như thế này. Còn chừng 1 inch. Cách. Xong rồi cuối cùng thì mình có thể lấy cái. Mình sẽ cắt ra. Cột lại. Bây giờ mình cứ để đây, Cathy rửa tay, xong mình qua lò để mình chiên, làm cho cái thịt nó săn lại một tí xíu, xong rồi mình mới đầu nướng. Ok, rửa tay nha. Cái này đủ kiểu hết.
chiên rồi nướng rồi đủ. Ok, nãy giờ mà mình thấy đây là cái phần mà cải Brussels sprout của chúng ta đã xong. Hồi nãy Cathy nói là mình để 450 nên nó cũng khá nhanh đó. Mà tại vì cái lò Cathy nó kêu là multi-rack, nó lửa nó chạy như thế này nên nó rất là nhanh. Nên bây giờ là đã 25 phút chúng ta đã làm xong. Nhưng mà cái này là 1 pound này, 1 pound rưỡi đây. Mình thấy đây nó khô như thế này, mình thấy đây cũng khá nhanh, lửa cao mà đều nên là rất là nhanh. Khoảng chừng là dưới 25 phút là cái cải này đã xong. Đây là tí xíu mật. Mật đây mình sẽ để rưới lên một tí xíu. Bây giờ mình rưới mật như thế này, mật tươi như thế này. Xong cái này đây là giấm. Giấm này Cathy xài giấm đỏ, giấm trắng cũng được. Bây giờ mình cũng để như vậy luôn. Đó, mình thấy nó còn nóng như thế. Rồi, mình trộn lên. Giòn giòn là tại vì giữa nó làm cháy cháy rất, cái mùi rất là đặc biệt. Ok, bây giờ mình nhớ lấy cái chảo mà to to, mình để tí xíu dầu vào. Mà cái này đó thì cái chảo thì chúng ta phải để rất là nóng. Chúng ta để như thế này vào đây. Mình nghe nó xào như vậy mình mới muốn. Đó, mình thấy nè, thấy nó vàng đó như thế. Tại vì một hồi nữa chúng ta để vào lò thì mình mới nướng chín nữa, chứ không phải là chín ở trên cái chảo này đâu. Với phần thịt bò này đó, chín rất nhanh. Mà mình muốn là thịt bò phải mềm mại nên mình không có làm quá lâu. Vàng như vậy là xong. Bây giờ mình có thể tắt lửa nha. Bây giờ thì để vào dĩa đây. Cái dĩa nào mà có thể để vào tủ lạnh được. Cái thịt nó nguội xong rồi đó, mình mới là để vào cái phần mà mình cuộn lại trong cái bánh đây mình nướng lên. Cathy để khoảng chừng là 20 phút là cho nó nguội nguội xuống ha. Alright.